Em thấy đấy, chỉ cần 3 phút, chưa đầy 3 phút là em đã ráp xong một cặp array này. Thì với trung bình như hai cặp này thì chúng ta chỉ việc ráp trong vòng 6 phút là xong anh em nhé. 6 phút, còn đâu còn lại thì anh em sẽ cắm dây. Thì với cái array này thì em nếu mà cả cắm dây, cả đấu lằng ngoằng rơi vào tầm khoảng độ 15 đến 20 phút là xong hết anh em nhé. Đấy, nên nó rất là gọn nhẹ anh em nhé, cực kỳ là gọn nhẹ luôn. Và chất với hai cặp array này với một cặp súp của nó thì anh em chơi toàn bộ được tầm 400-500 khách luôn anh em nhé, chơi ngon lành luôn. Súp này của nó rất là áp lực, nếu mà anh em sử dụng súp kép thì cái súp này sẽ trở thành mid lao được anh em nhé. Cái súp này thì tại sao nó có thể làm súp, có thể làm mid lao được, vì cái giải tần của nó. Anh em nhiều khi anh em không biết là cái nào làm súp, cái nào là mid lao. Nhưng mà anh em nhìn cái giải tần của nó anh em nhé. Đấy, từ 28Hz này cho đến 350Hz. Cái giải mid lao là cái giải từ khoảng độ 85 cho đến 250Hz anh em nhé. 85 cho đến 250Hz. Đấy là giải mid lao. Còn giải súp thì là từ tầm 30Hz cho đến tận 30Hz cho đến tận 85-90Hz là giải súp anh em nhé. Còn con này có thể vừa làm súp được, vừa làm mid lao được, vì cái quãng của nó rất là rộng. Đó, 28Hz có thể xuống tận 28Hz anh em nhé. Đó, con này thì độ nhạy 99dB và SPL mạnh nhất của nó là 130dB anh em nhé. Con này rất là chất luôn, đánh cực kỳ là uy lực. Nếu mà như em đã từng so sánh với những cái súp kép vớ vẩn ấy, nó ăn luôn cả súp kép vớ vẩn luôn anh em nhé. Đấy, thì một line array một bộ chỉ như thế này thôi là ngon, 4-500 khách ngon lành luôn. Đó, hôm nay giới thiệu nhanh cho anh em, lắp một bộ này cực kỳ dễ dàng, đơn giản anh em nhé.